dụng chiêu trò cáo mượn oai hùng, cho rằng vấn đề này đã được cấp trên có thẩm quyền quyết định để. Nồi này là nồi gan, nồi dẻo 14 là gì? Số 14 nè. Cái size 14 hả? Này là chị nấu bếp nấu với cái thang này hả? Còn ra cơm gì? Gạo sáng cù tròn. Gạo sáng cù tròn là gạo gì trời? Sáng cù tròn này là gạo gì trời? Mua ở đâu ạ? Ký nhiều? Mua ở đâu bán? Trên mạng ship về hả? Cho thêm miếng ánh sáng được không? Trời ơi, cái này ăn nhăn. Trời ơi. Cái mạng này nó nhỏ quá, bẻ nó không có ra lớn được. Ngon quá. Cho mượn đi. Đây. Không có sáng. Gì nữa? Nước mắm nè, gạo sống. Rồi, mời bà con ăn nha. Ăn có được đâu mà mời. Còn tụi em ăn. Ngồi nhớ lắm cái tiếng rồi. Đúng rồi, phải có ánh sáng vô nên thức ăn nó mới đẹp. Nhà Xuân Hoàng có đầy đủ mọi thứ. Đây là đòn bánh tét. Nhân gì vậy? Nhân gì vậy? Nhân mỡ. Rồi. Chú này ăn đâu? Còn cái nước giúp mình nước sắp vậy? Mắm me. Còn cái nước sắp gì đây? Trời ơi, tôi ăn hồi sáng còn lại giờ ăn tiếp. Trưng Hoàng thì chắc đúng 11 mời mà con ăn tối hết. Cá lóc mình chắc nuôi rồi. Cái cá đồng mình bây giờ mà cá này là khó, là hiếm lắm, ở trong rừng mới có. Cá lóc nướng chui trên than hồng, nhưng than chưa có hồng. Bao lâu nữa mới chín rồi? Câu hỏi khó mà. Nồi ngon quá con. Dạ mang quá. Chống dịch. Đeo kiến vô, đồ bảo hiểm vô. Dạ. Ra tìm cái gì đây? Chú ăn không? Không. Chú ăn cái gì đó? Anh là cái anh cơm mấy cái đây rồi. Trời ơi, chú nướng cuộc đời nha. Trời ơi. Ê, dạ. Làm gì lên con cạo này bên trong hai khuôn gì vậy? Bán cho chú hai khuôn đó mà chưa có được rồi đó. Ở thì con cạo bán được. Đăng để bán cho chú hai khuôn mà chưa được á. Đi qua tới mày ngồi. Mày thấy mày bay mắt mày hiểu chưa? Để mày lỗ tao chưa? Đi mày lấy ra nước đi. Hỏi nó bay quá trời luôn rồi. Lấy rồi. Ủa nó khét à kìa. Đó biết đây. Em cũng biết được không? Những người chú quay kìa em không biết. Chào. Chuyện giác hiền hại. Đi ngang thấy con cá đẹp quá, bự quá, nhảy vô quay một lát nó nướng xong là giật con cá đi về. Cái này màu trắng kiếm chỗ nó đàng hoàng nha, điện giật mày ơi.
hết rồi. Đi vô đi sao? Tao quýnh mình. Đi chú quýnh đi chú ơi. Tao không hoài nha. Tiếp tục. Tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ cho nó chích bên trong hả? Hai cái lóc này bao nhiêu ký? Nhiêu ký vậy? Hai ký hai một con còn gần hơn ký á. Đi. Hai con 120 ngàn. Vậy là cái lóc này cái lóc nuôi hay là cái lóc nuôi không? Thơm quá trời thơm. Ôi nó lại bọn ăn á. Đuổi nó ra. Lấy nó chậu nó ra mặt nó ra hỏi được cái này nó chạo nó không? Bỏ vô cái mâm không? Lấy cái chạo bỏ vô cái mâm. Ờ đúng rồi, để thôi hỏi lại ăn ha. Nó chăm chăm là hỏi nó ăn của mày vậy. Mày hỏi nó khóc hay con? Khóc không hay là tiếc nuối cho con? Lên lên nó bị gì? Trời ơi. Không phải ớt ai nhận ớt ăn nhói. Chỉ có ba con một chút. Vô nha. Cháu đi. Nghĩa là cái sinh nhật kia xin cái tiền. Nói vô hỏi những cái tao vài rồi là xuống đi ăn. Sơn ơi kìa. Alo. Nắm vô nhà đi mấy đứa. Mẹ ơi. Vô nhà đi. Ăn rồi. Đó. Nhỏ là mày ăn mày hút cơm luôn, mày vô luôn, mày vô đây luôn. Mày ăn mày đái đây chết mày lại đi. Tôi nghĩ để tôi chết mày. Mày lấy rồi thôi nè. Mày ăn đi đâu uống cái này cơm, mày ăn cái gì mà mày cứ chảy ra hoài vậy hả? Rồi chỉ là mình đem lên đứng lại thôi con. Ừ, ghim sàn chị hai, nãy mẹ có ướp điện á, nãy ghim sàn chị hai luôn kìa, cho lên đi, sau lưng kìa, có cái thùng giấy đấy, có cái ghim sàn.